Thưa quý vị khán giả, trong những năm gần đây, khai thác cát trở thành một vấn đề nóng khi tình trạng khai thác cát trái phép ngày càng nhiều. Mới đây, một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và một số bị can cũng đã bị khởi tố liên quan đến vấn đề khai thác cát trái phép. Bởi vậy, việc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội tổ chức đấu giá 3 mỏ cát trên địa bàn thành phố được rất nhiều người quan tâm. Đáng chú ý, thời gian đấu giá 3 mỏ cát này được kéo dài gần 22 giờ đồng hồ, từ 9 giờ sáng 5 tháng 11 xuyên đêm đến khoảng 6 giờ sáng 6 tháng 11. Tổng số tiền các tổ chức cá nhân trả cho các phiên đấu giá cũng cao bất ngờ, lên đến gần 1.700 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Gần 400 tỷ đồng là mức giá cao nhất được trả cho quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát Châu Sơn, huyện Ba Vì, với trữ lượng được cấp quyền khai thác là trên 700.000 mét khối. Mức giá này được chốt sau 89 vòng đấu của 29 khách hàng, kéo dài từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Sau đó, hai mỏ cát còn lại được tiếp tục đấu giá từ 9 giờ tối nay đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Đó là mỏ Liên Mạc với trữ lượng gần 500.000 mét khối. Qua 53 vòng đấu, đã chọn được khách hàng trả giá 408 tỷ đồng, gấp 204 lần giá khởi điểm. Còn mỏ Tây Đằng, Minh Châu, trữ lượng là 4,9 triệu mét khối. Qua 21 vòng, đã chọn được nhà đầu tư trả giá 880 tỷ đồng, gấp 46 lần giá khởi điểm. Cuộc đấu giá 3 mỏ cát này đã thu hút hơn 40 nhà đầu tư đến từ nhiều tỉnh thành miền Bắc. Theo họ, đây là cuộc đấu giá lịch sử. Do lần đầu tiên các mỏ cát sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt trữ lượng sau khi tiến hành thăm dò. Việc này nhằm đảm bảo về nguồn tài nguyên khoáng sản cũng như đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư. Đồng thời, việc đấu giá cũng thể hiện sự công khai và bình đẳng. Tất cả các nhà đầu tư đều là tự phải khảo sát, đánh giá trữ lượng. Nhưng bây giờ là trữ lượng đã được các cơ quan nhà nước họ đánh giá rồi thì nó sẽ nghiêm minh hơn, chắc chắn hơn. Đấu giá lên như thế này thì để cho những nhà đầu tư ta mang hết cái năng lực ra để người ta đầu tư, người ta đấu giá. Ai có tài nào thì ta đấu giá đấy. Cuộc đấu giá diễn ra căng thẳng và nhiều bất ngờ. Kết quả đem lại thành công ngoài dự đoán, đặc biệt là việc xuyên qua đêm, nhưng không có bất cứ nhà đầu tư nào bỏ cuộc. Công tác hậu cần được Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như đơn vị tổ chức đấu giá chuẩn bị chu đáo tại chỗ. Theo đơn vị tổ chức đấu giá, việc kéo dài qua đêm là do các quy định của luật khi không cho phép dừng hoặc chuyển sang ngày khác. Khi mà chưa xác định được người kết quả người trúng đấu giá thì khách hàng không thể rời khỏi vị trí, không thể rời khỏi cuộc đấu giá. Đó là nguyên tắc quy định ở trong luật đấu giá. Trước đó vào năm 2016, Hà Nội đã thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với một mỏ cát trên địa bàn của phường Long Biên, quận Long Biên. Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá, đơn vị chúng đã thăm dò trữ lượng cát, nhưng kết quả không đem lại hiệu quả kinh tế, nên họ đã không làm thủ tục khai thác. Và từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên thành phố Hà Nội tổ chức đấu giá mỏ khoáng sản sau khi đã đánh giá trữ lượng. Việc đấu giá kéo dài qua đêm là tình huống đã được đặt ra, nên trên thực tế đã kiểm soát được toàn bộ cuộc đấu giá. Thưa quý vị, trước kết quả đấu giá nói trên, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đánh giá đây là mức giá cao bất ngờ, gấp hàng trăm lần giá khởi điểm ban đầu mà đơn vị tổ chức đấu giá đưa ra. Các tổ chức cá nhân được xác định trúng đấu giá 3 mỏ cát sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong khoảng 10 ngày tới. Trường hợp không hoàn thành đủ nghĩa vụ tài chính sẽ bị hủy kết quả trúng đấu giá, mất số tiền đặt cọc và cấm 1 năm không được tham gia các phiên đấu giá. Trước kết quả này, nhiều người cũng lo ngại rằng liệu có hay không tình trạng các tổ chức cá nhân trong đấu giá sẽ bỏ cọc. Bởi từ trước đến nay, việc thổi giá lên cao sau đó bỏ cọc diễn ra không ít. Vào năm 2021, một mỏ cát tại tỉnh An Giang có giá khởi điểm là 7,2 tỷ đồng. Qua đấu giá 45 vòng, được thổi lên 2.811 tỷ đồng, tăng 390 lần. Ít ngày sau đó, đơn vị trúng đấu giá đã bỏ của chạy lấy người. Hay vào cuối năm 2022, tại vụ đấu giá đất Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, giá đất được các cá nhân tổ chức thổi lên tới 2,4 tỷ đồng trên 1 mét vuông, sau đó tất cả cùng bỏ cọc. Hay mới đây nhất, nhiều cá nhân đã bỏ cọc sau khi trúng đấu giá biển số xe siêu đẹp. Việc bỏ cọc làm lãng phí thời gian, tiền bạc và cả cơ hội đầu tư của rất nhiều khách hàng khác có nhu cầu tham gia đấu giá thật.
Thưa quý vị, hoạt động khai thác, kinh doanh cát được đánh giá là mang lại siêu lợi nhuận. Dưới góc nhìn của chuyên gia, phiên đấu giá này được nhìn nhận như thế nào? Liệu có hay không những bất cập trong quá trình khai thác cát? Chúng tôi đã kết nối với giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để tìm hiểu thông tin chi tiết. Xin mời trường quay kết nối ạ. Thưa giáo sư Đặng Hùng Võ, mới đây, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội đã tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý là tổng số tiền các tổ chức cá nhân trả trong phiên đấu giá cao bất ngờ lên đến gần 1.700 tỷ đồng, gấp hàng trăm lần so với giá khởi điểm. Vậy theo giáo sư, việc số tiền cá nhân tổ chức bỏ ra cao như vậy có phải là một con số bất thường hay không? Và giáo sư có bình luận gì trước kết quả của phiên đấu giá với số tiền cao bất ngờ như vậy? Nhìn vào bản chất thì chúng ta lại thấy là có vẻ bất thường, là bởi vì với cái mỏ trữ lượng như vậy thì không thể có cái giá trị khai thác cao như thế. Thế nhưng mà ở đây nó có câu chuyện là chúng ta lại thấy bình thường. Sự thực thì cát hiện nay đang là một mặt hàng được ưa chuộng, thậm chí có thể nói là quý hiếm. Là bởi vì việc xây dựng rồi cái nhu cầu cát cho chôn lấp, đặc biệt là những nhà giàu, những cái dự án mà của các nhà giàu thì họ lại đòi ngay là chôn lấp cũng dùng cát sông. Như vậy là nó mới đảm bảo là chất lượng công trình tốt. Thế chính vì vậy mà cái nhu cầu cát hiện nay đang là một nhu cầu rất lớn. Nhưng mà lượng cát của nước ta thì sự thực mà nói là cũng không phải là quá nhiều để đến mức là sử dụng có thể phung phí được. Và từ trước đến nay thì đã có rất nhiều trường hợp đấu giá thổi giá lên rất cao nhưng sau đó lại bỏ cọc. Vậy giáo sư có bình luận gì về tình trạng này ạ? Tất nhiên hiện nay cái tình trạng tham gia đấu giá xong đó rồi thì bỏ cọc. Thì đấy là một hiện tượng mà chúng ta thấy phổ biến ở nhiều nơi, đặc biệt ví dụ như đấu giá đất ở Thủ Thiêm chẳng hạn, là đến tất cả là đã đều bỏ cọc hết. Hoặc là bây giờ là rất nhiều trường hợp các nơi là cũng đã xảy ra, và các nhà đầu tư thì cũng đã giải thích được là tại sao họ bỏ cọc. Nhiều nhà đầu tư thì cũng viết quyết tâm thư để giải trình cái việc bỏ cọc của mình là chính đáng, vân vân. Sự thực là nhiều nhà đầu tư lớn thì họ cũng chấp cái tiền đặt cọc, và họ cho rằng cái mục tiêu của họ là kích giá ở thị trường. Thì họ chuyện họ bỏ cọc thì cũng không thấm đâu với cái lợi ích của họ khi họ đẩy giá thị trường lên được. Đấy, thì sự thực là như vậy. Vậy thì tôi cho rằng là tại sao chúng ta lại dung túng cho cái việc tham gia đấu giá rồi bỏ cọc? Thì bây giờ ta đưa ra một quy định tham gia đấu giá rồi, có cái anh thắng rồi thì anh phải thực hiện. Có làm sao đâu. Để những nhà đầu tư muốn tham gia là phải có đầy đủ trách nhiệm với cái việc chúng ta tham gia vào đấu giá, đấu thầu. Chứ không có lý gì gọi là mọi người cùng tham gia, mình dùng cái thủ thuật nào đó để mình thắng thầu, thắng đấu giá, rồi xong mình bảo thôi cái này là tôi làm cho nó vui chứ còn không để làm gì cả. Bởi vì xem sâu thì có nghĩa họ muốn cái mặt bằng giá mới để qua cái việc đấu giá này thể hiện rằng giá thị trường bây giờ nó ngất ngường như thế đấy, nhưng xong rồi thôi tôi bỏ cọc thì tôi mất cái tiền đặt cọc, nhưng mà tôi thu lợi ở những chỗ khác khi mà tôi thiết lập được cái mặt bằng giá mới cao hơn cái mà mọi người cứ nghĩ hiện tại rất nhiều, và tôi thu lợi từ những cái khác để bù lại cái tiền cọc mà tôi mất. Và nhiều người cứ nói rằng là bây giờ các doanh nghiệp vi phạm cái này cái kia, nhưng mà chúng ta không thu được cái nghĩa vụ mà khi họ vi phạm, họ phải thực hiện. Là bởi vì ta không nắm được tài khoản ngân hàng, ta không nắm được cái nơi họ
chữ tiền. Thế chính là bởi vì chúng ta quản lý tài chính hiện nay là cực kỳ kém, nhất là đối với các doanh nghiệp tư nhân. Thì ta phải thay đổi cách quản lý đi. Để sao cho là khi doanh nghiệp tham gia một cái gì, trách nhiệm tài chính là bao nhiêu? Khi không thực hiện thì nhà nước vẫn có cái cách thức để thu lại trực tiếp bằng nghĩa vụ tài chính hoặc bằng những các cái thứ nghĩa vụ khác mà doanh nghiệp đó không thể rời bỏ hoặc mà không thực hiện cái nghĩa vụ tài chính cần thực hiện. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư Đặng Hùng Võ. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các mỏ cát nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Việc này cũng góp phần nhằm hạn chế khai thác cát lòng sông trái phép, gây ô nhiễm và có phần hủy hoại môi trường, mất an ninh trật tự xã hội. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.